Lại là món ăn đặc sản của quê hương Ninh Bình nha cả nhà. Hôm nay á, Mùi chia sẻ với cả nhà một cái món ăn ở quê hương Ninh Bình của Mùi trái cây đó cả nhà. Đó là trái bùi, trái chám, hoặc là gọi là quả bùi om. Rất là ngon đó cả nhà ơi. Trái này chỉ có trên rừng mới có nha, chứ ở dưới xuôi này không có đâu cả nhà. Cái cây nó có trái ở trên rừng á, xong người ta hái về, người ta mang xuống chợ người ta bán nha. Mình về mình om á, nó rất là ngon luôn đó cả nhà ơi. Tuyệt vời nha. Bùi ngon ghê cả nhà ơi. Trái này gọi là trái bùi, trái chám nha, ở rừng mới có nha cả nhà. Mới om, mới đun nước lên om thôi mà nó đã mềm rồi đây nè cả nhà ơi. Cho người nhà xem nha. Đã mềm rồi đây nè. Lát nữa nêm nếm vào xong rồi nêm mắm này, hạt nêm này. Đó, nó mềm rồi đây nè. Cho nó mềm đi xong rồi cho nó mềm xong rồi nêm để nguội á, xong bắt đầu là nêm mắm, muối, hạt nêm, bột ngọt, ăn nó sẽ rất là ngon nha. Giờ thì nước đã nguội rồi nha. Mình sẽ nêm vào đây một ít mắm tôm ha. Một ít hạt nêm ha. Nêm nhạt nhạt thôi nha cả nhà. Mình đừng có nêm mặn nó sẽ không ngon nha. Cái trái bùi này nè, mình om nó vừa mắm vừa muối á, thì nó mềm, nó rất là ngon nha. Còn nếu mà làm, ai không biết làm á, nó sẽ bị chai lại đó cả nhà. Nó sẽ không bở mà không ngon đâu nha. Cũng rất là dễ mà cũng rất là khó nha cả nhà. Mình làm cho nó vừa mắm vừa muối á. Sau đó là mình chỉ cần đậy phung lại và đun sôi lên là được rồi ha. Như vậy là bùi đã chín rồi. Giờ thì mời cả nhà ăn cơm với bùi chấm muối vừng cùng với hai mẹ con Mùi trái cây nhé. Cái nước của cái trái bùi á, om á, mình chan cơm ăn rất là ngon nha. Bây giờ Mùi thì đang gỡ cá cho mẹ ha. Mẹ ăn cá bống trứng kho với lá mơ. Chào cả nhà, hôm nay mời cả nhà ăn cơm với lại. Cả nhà biết trái gì đây? Cái bùi, cái quả bùi, quả bùi, quả chám, trên rừng mới có nha. Chứ ở vườn là không có đâu nha. Quả bùi, quả bùi này cả nhà ơi, bùi rất là ngon nha. Ăn với lại chấm với muối vừng, chấm với muối vừng. Còn cái hộp đó để trở lại để chặt ra ăn nha, rất là ngon. Quả bùi này ăn không cũng được rồi nè. Còn nhầm cái nước này nè, nước bùi nha. Chan cơm á, ăn rất là ngon luôn. Ngon không?
Này ở trên rừng mới có nha cả nhà. Quên không bật nóng. Ngon quá cả nhà ơi. Nha. Ăn xong mà nhặt lấy cái hộp này nè. Để hồi chặt ra để ăn ngon lắm. Rất là ngon luôn. Còn cái nước này. Nước bùi này. Chan vào cơm ăn nha. Nước bùi chan cơm. Ăn ngon. Nước bùi ăn là ngon nhỉ. Cái chua chua. Cái thơm thơm á. Chua chua mà ngon. Ăn nó nhạt miệng, ăn thấy ngon quá. Gió mát. Gió ngoài nó thoảng làm. Hôm nay hai mẹ con ăn cơm với bùi rất là ngon cả nhà ơi. Ngon lắm luôn á. Cả nhà ở trong Nam thì không có đâu, chỉ có ngoài Bắc mới có cái quả bùi này nha. Cái bùi này nè, nó nằm ở trong nó cây nó mọc ở trong rừng ấy. Rồi người ta đi hái về, người ta mang ra chợ người ta bán á. Mình mua về mình làm. Sao họ không chuyển vào trong họ bán nhỉ? Trong ấy có ai biết ăn đâu mà. Chuyển vào chỉ bán cho người Bắc thôi. Ừ. Người Nam đâu biết ăn đâu mẹ. Người Nam không biết ăn. Cả nhà ơi, ai yêu thích món trái bùi, om bùi hoặc là bùi om nha, bùi om chấm muối vừng thì hãy tặng cho Mùi một like, một chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ cho Mùi trái cây nhé. Rồi thì xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều ạ. Cả nhà nhớ nhấn chuông thông báo để nhận được video mới nhất từ Mùi trái cây nhé. Rồi thì xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều ạ.